nghe về tình hình của lũ trẻ dưới quê. Chúng ăn không đủ no mà không đủ ấm, cả ngày làm mãi không biết việc. Cậu bé nghe một hồi thì rơi nước mắt. Lúc này người phụ nữ vào phòng, thấy con trai cưng đang khóc, bà ấy vô cùng đau lòng. Trong lúc tức giận đã đuổi lão thụ mau cút đi. Khi lão thụ ra đến phòng khách vừa hay gặp phải con gái mình. Khoảnh khắc ánh mắt hai cha con chạm nhau, thời gian như ngừng trôi. Mạch Lập biết cha mình đã bị sỉ nhục. Lúc này con gái đến cởi áo mưa trên người cha ra, rồi ném mạnh xuống đất. Cô ấy kéo cha rời khỏi căn nhà này. Trên đường Mạch Lập hỏi cha mình, cha sao cha lại đến nhà bọn họ? Cha còn muốn hỏi con mà, sao con lại ở nhà bà ấy? Con không ngoan ngoãn đi học mà lại ra ngoài làm thêm sao? Hai cha con nói chuyện rất lâu. Lúc này cha nói anh ấy phải về rồi và khuyên Mạch Lập cứ yên tâm đi học. Chuyện tiền nong cô gái không cần lo. Mạch Lập nhìn thấy cha rồi không có quan hệ máu mủ. Ngoài nước sang đấy. Cha đừng cố chống đỡ nữa, vì con cha đã hy sinh quá nhiều rồi. Đời cha bây